63 đứng ở bên cạnh này. Nào bạn cầm biển đứng dọc theo cái vạch màu cam này nhá. Tất cả các bạn cầm biển đứng theo cái vạch màu cam ấy. Rồi 61, 62, 63 đâu? 64 đâu hay là 71 nhỉ? 71 đâu, đứng ở giữa. Có 64 đúng không ạ? 64 đâu? 72 đâu? 72. 72 đâu rồi? 72 đứng vạch giữa này. 73 đâu? 73 đâu? Phụ huynh cũng như là các giáo viên chủ nhiệm, tôi yêu cầu tất cả phải thực hiện một cách tính tổ chức kỷ luật, tập kết vị trí thi đấu đúng thời gian quy định, chú ý bảo quản các tài sản công của cá nhân, và đặc biệt là các thầy cô giáo chủ nhiệm cần phải theo dõi nhắc nhở học sinh để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình di chuyển. Vì từ trường chúng ta là trường trung học cơ sở Lê Lợi, chúng ta ra đến đây là không phải là đoạn đường gần, do vậy phải đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra các thầy cô giáo lưu ý về đảm bảo sức khỏe cho các em trong quá trình thi đấu, nếu các em cảm thấy mệt hoặc là phụ huynh có tổ chức và sự điều hành của tổ trọng tài. 2. Tham gia thi đấu một cách tích cực, đoàn kết, trung thực, cao thực nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất. Xin nữa, xin nữa, xin nữa. 25. Xin tuyên thệ 1. Tuyệt đối chấp hành điều lệ của giải và các quy định của ban tổ chức đề ra. 2. Điều khiển các trận đấu với tinh thần trung thực. Khách... Vậy như vậy là đã có bàn thắng lần thứ 81. Em không được. Ấy chỗ đá lên. Lịch đó. Đá lên chỗ, đá lên. Ôi. Chưa chưa. Ơ thầy ăn nhỉ. Đá biên dành cho 63. Đá biên dành cho 63. Chú lên cao rồi, chú ơi, lên cao đi. Lên lại, em lên lại. Lên cao chú. Đây nó quá mạnh mà. Quý vị khán giả các bạn đang hai thằng này không nhường nhau được, bóng chân tán 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 tán. Sao hết rồi? 50 là hết. Sơn. Giải tiếp. Đi ăn cơm nhé. Tiếp. Được.
Trận này đá một sân, trước nữa đá hai sân, nó cứ kêu đá ấy. Nhưng mà đá là mấy trận, 4 trận đấy rồi. Hai trận cùng giờ là 4 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 6 giờ này. 6 giờ nữa. Dạ. Đá hết rồi à? Từ 5 giờ đến 6 giờ. Là hết vòng loại. Ui. Là góc tiếp. Mình mà kiếm được cái cây cam làm phát trên sữa. Hết rồi. Cho thì phải là đứng lại im, xin đuổi đéo gì. Không thể văng ra đâu. Chỉ cần đứng yên thôi là bóng đã lẩy vào của hôm nhưng một tí thôi. Nhưng mà con là tôi nó không lắm bóng của nó. Nó ra bảo con một tí nữa là con lấy được tiền của cô rồi. Mà tí nó lại đùa đá chẳng xong nó mệt rồi.
nước rượu nghỉ đâu. Đã bảo bốc thăm bên mảng đấy có 3 độ thôi, mình bốc vào đấy. Nước rượu không mấy thằng ra được. Cái này nhỏ nhưng mà nó ngon. Thằng Đạt mới là thằng Long. Ôi giời ơi. Bình tĩnh lại từ từ đã. Bây giờ cho nó canh nhà, nó thắng rồi thì canh nhà đừng để nó đông. Đúng rồi. Rồi. Sút, sút luôn. Sút. Lâm kìa bố về. Đá lên đi, đá lên đi, đá luôn đi. Đây vào đây nhá. Nữ bạn nào lần thứ nhất, lần thứ hai thẻ luôn, thầy không nhắc đến lần thứ ba nhá. Được chưa? Tất cả đá là nghe còi nhá. Và sau đây chúng ta sẽ đi hai hàng vào đến giữa, tách sang hai bên. Còi thứ nhất chào cái đảo bên này, còi thứ hai chào cái đảo bên kia. Xong rồi lại chào cái đảo bên kia trước, xong còi bên này vượt đi chào cái đảo bên này, xong rồi trắng sang các anh
Đầu nhá, đầu. Đầu đâu? Các trận đấu của chúng ta áp dụng luật thi đấu 7 người và mỗi hiệp đấu sẽ kéo dài 20 phút. Các đội chúng ta sẽ được thoải mái thay đổi người và người ra sân vẫn được vào sân thi đấu. Với như vậy có vẻ như bóng đã chạm tay cầu thủ của 9A2, một quả đá phạt dành cho 9A3. Đứng trước bóng lúc này đang là số 79 Hải Sơn của 9A3. Cầu thủ đã ghi hai bàn thắng giúp cho 9A3 giành thắng lợi 2-0 ở lượt trận vòng bảng. Quay đường. Tiền về lại đi, tiền về lại đi. Tuấn, Tuấn. Ôm của Tuấn đâu? Hết dừng. Bởi vì trọng tài đã có nhắc nhở lần một đối với cầu thủ bên phía ba. Năm về luôn, năm về luôn. Rồi. Hội quyền phụ đồng cấp trường của trường trung học cơ sở Lê Lợi là tiền đề để cho chúng ta lựa chọn các cầu thủ tham gia hội quyền phụ đồng của thành phố Hạ Long. Ok. Toán nha, toán nha, toán nha, từ từ thôi. Tập trung nào, nhìn người nào, nhìn người nghe nào. Không được. Nắm mới đừng chạy thẳng vào cột nữa. Quá rồi. Không được. Đúng điểm đi trúng người hậu vệ bên phía 9A3. Rất nguy hiểm. Tập tốc dành cho 9A2. Không cứu được. Rồi là một tình huống dứt điểm cận thành và hậu vệ bên phía 9A3 đã lăn xả để cứu thua cho đội nhà. Sao mày không đá gì? Sao không đá được? Nhưng mà quả kia đấy nha, không hợp lệ ra mình có chúng ai không? Có chúng Tuấn Tuấn rồi. Môn nó thò tay vào. Cái chức tiếp. Sao môn nó bỏ được bỏ cái môn của nó. Quả nó Tuấn mà nhá, nếu mà như cả là nó chức kia như thế em có thể bỏ. Cho nó vào thoải mái. Cái bỏ mấy ông vừa lại là ra xoa bóp đùi chân cho bổ chứng khỏe. Đau người cho nó mát. Ngang người ra là cái quả đấy chọc bóng ngang cái là đóng ngay, thở chân là sút ngay chứ đừng để đỡ một hai nhịp nữa. Thằng này không đá. Không được đá. Rồi em lúc chọn cái tay à. Tất cả tiền này mấy quả đâu được trong này đấu trợ lý đây bước chân cao bắt phạt rồi nên báo nhưng mạch nên báo đâu đâu đang phát được một lần cháu y tế mấy ông trợ lý đúng chuyên nghiệp chưa rồi thầy y tế đây chuyên nghiệp này chưa. Thank you.
một trận đấu chung kết khối 6-7 giữa 7A2 và 7A3. 7A3 đang tạm dẫn trước với tỷ số 3-1. Như vậy đã có tiếng còi cất lên. Đá phạt. Như vậy trọng tài đã nổi qua tiếp. Ngay sau khi trận chung kết giữa 7A2 và 7A3 kết thúc, ban tổ chức sẽ tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đội. Các đội đoạt giải nhất nhì. Chúng tôi đề nghị các bậc phụ huynh đang đứng ở khuất giữa sân khấu chúng ta ra bên ngoài một chút để lát nữa các vận động viên đang chụp ảnh ở khu vực cách góc. Ra hẳn khu vực ghế đấy ạ. Ra hẳn khu vực ghế đấy. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh, kính thưa toàn thể các vận động viên và các cổ động viên thân mến. Như vậy là sau giải đồng giải ba, giải nhì và giải nhất của giải. Và sau giải đấu này thì trường Trung học cơ sở Lê Lợi của chúng ta sẽ lựa chọn các vận động viên xuất sắc nhất của khối lớp 6-7 để tham gia hội khỏe phù đồng của thành phố Hạ Long. Và đến thời điểm này thì cho ban tổ chức xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã luôn luôn quan tâm tới phong trào thể dục thể thao nói chung và đặc biệt là giải bóng đá của trường Trung học cơ sở Lê Lợi nói riêng. Và đặc biệt là cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức, các thành viên của tổ trọng tài và đặc biệt là tổ y tế đã chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần trao giải dành cho các đội. Và phần trao giải này thì khi mà MC đọc đội nào chúng ta đoạt giải thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua đây để ban tổ chức trao đeo huy chương cho các đội. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần trao thưởng dành cho các vận động viên đến từ khối 6-7. Đồng giải 3 khối 6-7 xin chúc mừng. 7A4 đang ở đâu ạ? Xin mời các vận động viên của 7A4 chúng ta sẽ lần lượt bước lên để nhận huy chương từ các thành viên. Xin mời thầy Nguyễn Công Hoàn, chủ tịch công đoàn công ty, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, tổng phụ trách đội, bác Đoàn Thị Hằng, đại diện hội cha mẹ học sinh sẽ trao huy chương cho các bạn lớp 7A4 là các bạn đồng giải 3 của khối 6-7. Xin mời. Trên cầm hộp mộ. Vâng, lần lượt tất cả đội chúng ta sẽ đi qua các thành viên trao giải. Và đồng giải 3 xin mời các bạn đến từ 7A1. Và 7A2 cần rút biển cho 7A1 nào. Xin mời các thành viên của lớp 7A1, chúng ta sẽ cùng lên nhận huy chương đồng. Và xin mời các bạn lớp 7A4 bước lên 3 bước. Các bạn lớp 7A4 bước lên phía trên 3 bước. Xin mời các bạn lớp 7A4 và 7A1, bạn nào cao chúng ta đứng ở giữa. Rồi xin mời các bạn 7A4 chúng ta lùi lại 2 bước nào và chúng ta ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi 7A4 ngồi, 7A1 đứng nào. 7A1 đứng một đường ngang nào. Nào xin mời. Đứng một đường ngang nào. Nào 7A1 bước sang bên trái. Bước 7A4 bước sang bên trái 2 bước. 7A4 bước sang bên trái. Trái 2 bước.
nhất nhỉ? Rồi ngồi xuống nào, 7A1 ngồi xuống. 7A1 đứng sát lại nhau nào. Nào bạn cao ở phía số 2 vào giữa. Bạn ở số 2 vào giữa đi. Bạn số 2 vào giữa đi. Rồi và sau đây xin mời các thành viên của ban tổ chức, chúng ta sẽ trao cờ giải ba dành cho cả hai đội ạ. Và xin mời các thành viên của ban tổ chức đứng vào hàng để chụp ảnh cùng với các đội ạ. Ba cây nhỉ. Xin mời cô Hằng, thầy Hoàng, xin mời cô Bích Ngọc để cùng vào chụp ảnh cùng với hai đội. Rồi 7A4 ngồi xuống nào, 7A4 ngồi xuống. Xin mời thầy Hoàng đứng ở hàng sau, đứng ở giữa đi ạ. Rồi nào, hàng của 7A4, chúng ta giang hai tay khắp vai của bạn bên cạnh nào, hai bạn bên cạnh. Giang hai tay khắp vai bên cạnh, bạn cầm cờ thì không phải khắp vai nữa. Rồi, tất cả mọi người nhìn về máy của thầy Hiệp nhá. Nào, tất cả mọi người nhìn máy thầy Hiệp nào. Cô Hiệp ơi, đứng ở hàng nào. Nào, tất cả mọi người nhìn vào đây nhá. Em xin Kim một người Uchi nhá. Kim Uchi. Kim Yamate. Một tiểu lai bên phải nào, một tiểu lai bên phải hàng sau nào, hàng trước ở nguyên. Lai bên phải hàng sau nào. Ngón cái bên phải nào, bên phải nào. Tất cả mọi người nhìn về thầy Hiệp nào. Kim Rồi cảm ơn hai đội. Chúng ta chụp ảnh cả trường với về hai đội về nguyên hàng của mình nào. Vâng, và chúng ta đến với phần trao giải á quân, trao giải nhì và huy chương bạc. Đúng là đúng bạch trắng nhá. Sau khi nhận giải thì các đội đứng về đúng vị trí hàng của mình nhá. Đúng là đúng bạch trắng nào các bạn ơi. Quay đi. Bạn nào cao đứng ở giữa nhá. Rồi xin trân trọng kính mời cô Thanh, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ trao cờ giải nhì. Xin mời cô Thanh ạ. Xin mời cô Thanh trao cờ giải nhì. Mấy thằng em không. Rồi nào tất cả bạn đứng hàng ngang nhau nào. Và xin mời cô Thanh và bác Hoàng Thị Hương. Xin mời cô Thanh đứng ở giữa. À đứng ở giữa. Cô Thanh đứng sang bên phải của bạn cầm cờ, bên trái của cầm cờ thì đứng ở giữa trung tâm. Xin mời thầy Tuấn chủ nhiệm của lớp 7A2 đang ở đâu ạ? Và xin mời thầy Tuấn cho ảnh học sinh của mình ạ. Xin mời thầy Tuấn đứng ở giữa. Đứng ở giữa về cho cô Thanh ạ. Và xin mời tất cả hàng bước sang bên trái, hai bước nào. Hai bước bên trái. Rồi, đứng ở giữa trung tâm đi nào. Rồi chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng 7A2 nào. Tất cả mọi người nhìn máy ảnh của thầy Hiệp nhá. Kim Rồi một kiểu lai tay phải nào. Lai tay phải nào, phải khoắn thế nào. Rồi, tuyệt vời. Rồi xin cảm ơn 7A2, xin mời 7A2 quay lại. Xin mời cô Đỗ Tú Huyền, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường và bác Ngọc Văn Việt, hiệu trưởng hội phụ huynh nhà trường sẽ trao huy chương vàng dành cho 7A3. Nào những bạn nào cao đứng ở giữa nhá. Bạn nào cao đứng ở giữa. Xin mời cô Đỗ Tú Huyền, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường sẽ trao cờ giải nhất. Trao cờ giải nhất dành cho 7A3 khối 67. Xin mời cô Huyền, sau khi trao cờ cô Huyền đứng ở giữa. Cho bạn ở giữa phần cờ đi ạ. Cô Huyền đứng ở giữa hai bạn đi ạ. Rồi cho bạn ở bên cạnh cô cầm cờ đi ạ. Rồi cũng rồi bạn và đội trưởng. Xin mời giáo viên chủ nhiệm của 7A3 có mặt ở đây không ạ? Giải 3 của chúng ta. Xin chúc mừng
9A1 đang ở đâu ạ? Xin mời 9A1 lên nhận huy chương đồng. Vâng, xin mời thầy Nguyễn Công Hoàng, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc và bác Đoàn Thị Hằng sẽ cùng trao huy chương đồng cho các đội. Vâng, và 8A1 đang ở đâu ạ? Xin mời 8A1 lên nhận đồng giải 3 và nhận huy chương đồng của giải. Bạn nào cao đứng giữa nhá. Hai bạn áo khác màu đứng ngoài cùng, hai bạn áo khác màu đứng ngoài cùng. Xin mời 831 ngồi hàng trước. Thầy Vinh Thanh, phó hiệu trưởng nhà trường và bác Hoàng Thị Hương đại diện hội cha mẹ học sinh sẽ trao huy chương bạc. Xin mời thầy cô chủ nhiệm của lớp 8A 9A2 sẽ vào chụp ảnh cùng với lớp của mình ạ. Rồi xin mời các thầy cô 9A3 lên nhận giải nhất của chúng ta ở khối 8-9. Xin mời cô Đỗ Tố Nguyên, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường và bác Ngọc Văn Việt, hội trưởng hội phụ huynh nhà trường sẽ trao huy chương cho 9A3. Bạn nào cao đứng ở giữa nhá. Bạn đầu cao đứng ở giữa. Lá xin mời áo vàng đứng ở giữa. Áo vàng đứng ở giữa đi. Khác màu đứng ở giữa. Xin mời cô lên sẽ trao cờ giải nhất cho 9A3. Xin mời cô lên và bắt học vào.